đi 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 nào. Bố đồ nhỏ con đồ to tập 406. Giải cứu cửa hàng hoa. Trên danh sách mua hàng của mẹ tập về còn viết bông cải xanh nữa. Có, sáng nay vừa mới lấy xong, còn tươi lắm. Hoàn thành nhiệm vụ, tạm biệt thím Thái. Tạm biệt. Mua một bó hoa đi, đây là hoa vừa cắt hôm nay đấy. Cảm ơn, chúng tôi chỉ tới mua rau thôi. Chị Hoa Hồng, trong vườn nhà em trồng nhiều hoa tươi lắm, không cần phải mua. Vậy được thôi. Bố đồ nhỏ, con thấy chị Hoa Hồng hình như không vui. Hay là chúng ta đi xem thế nào? Được. Chị Hoa Hồng, chị sao thế? Gần đây việc buôn bán không tốt. Đã mấy ngày rồi không bán được một bông hoa nào. Mọi người đều cảm thấy hoa tươi chẳng để được mấy hôm, quá lãng phí, cho nên đều không muốn mua hoa nữa. Cứ thế này, chắc không bao lâu nữa, cửa hàng hoa của tôi sẽ phải đóng cửa mất. Hả? Phải đóng cửa sao? Bố đồ nhỏ, chúng ta có thể giúp cửa hàng hoa để nó không phải đóng cửa không? Con suy nghĩ giống bố đấy. Ai mua hoa tươi không? Ai tới mua hoa tươi nào? Tới xem đi. Hoa tươi ở đây đặc biệt thơm. Hãy xem đi nào, nhiều loại hoa đẹp lắm. Đang bán hoa tươi à? Bố đồ nhỏ, chúng ta rao cả nửa ngày trời mà chẳng có người nào mua hoa cả. Có lẽ cách thức bán hàng của chúng ta chưa được thời thượng. Chúng ta làm thế này. Giảm giá khuyến mại, cơ hội hiếm có. Mua một tặng một đây. Mau tới mua nào, giảm giá khuyến mãi đây. Ở đâu có giảm giá khuyến mại thế? Hãy đi theo cháu. Giảm giá khuyến mại, cơ hội hiếm có. Mua một tặng một đây. Mọi người xem đi, mua một bông tặng một bông, tùy ý chọn. Là hoa à? Tôi còn tưởng là bàn chải mua một tặng một. Cháu cứ tưởng là que kem. Xem ra vẫn phải nghĩ cách khác. Chú ơi, sao chú lại tắt đi? Hai người mở loa to quá. Vừa rồi có người phàn nàn về tiếng ồn. Hai người chú ý một chút nhé. Thôi bỏ đi, không có ai tới mua hoa đâu. Để tôi đi dọn dẹp. Có điều, vẫn phải cảm ơn hai bố con. Lạ thật, dựa vào sức hút của hai chúng ta mà một bông hoa cũng không bán được. Lẽ nào là hoa có vấn đề ư? Nhất định là thế. Màu sắc chưa đủ rực rỡ, cành lá chưa đủ chắc, mùi chưa đủ thơm. Chúng ta phải xử lý lại một chút. Màu sắc rực rỡ, lại có mùi thơm của hoa quả nữa. Cành lá chắc chắn rồi. Ây da, bố đồ nhỏ, mau nhìn bông hoa này. Sao bông hoa này lại trở thành cứng như vậy? Chết rồi, đều bị bố sấy thành hoa khô rồi. Bố đồ nhỏ, hai người đang làm gì thế? Chúng tôi, cái đó... Xin lỗi chị Hoa Hồng, hai bố con không cẩn thận, biến hoa tươi thành hoa khô hết rồi. Hoa khô ư? Chưa biết chừng lại càng hay. Hoa khô lại càng hay ư? Thử xem sao. Hoa khô có thể bày lâu hơn, vừa đẹp vừa tiết kiệm. Thì ra là như vậy. Đây, xin hãy cầm lấy. Hoa khô đẹp quá, còn lẫn cả mùi thơm của hoa quả nữa. Bố ơi,
chúng ta đã cứu được cửa hàng hoa phải không? Đúng thế. Tốt quá, chúng ta là sứ giả bảo vệ hoa. Muốn giúp đỡ người khác. Mau Dung Dung, cậu đi đâu thế? Mình đến cửa hàng hoa giúp chị Hoa Hồng. Tạm biệt đồ to, đợi mình làm việc xong sẽ quay lại chơi với các cậu. Bố đồ nhỏ, đi nhanh về nhanh nhé. Mau Dung Dung giỏi thật, đã biết làm việc của người lớn rồi. Con đồ to, nhìn này nhìn này, con có thể giúp người lớn không? Đi mua giúp mẹ tập về một chai nước tương nhé. Giúp mẹ mua đồ là chuyện quá đơn giản. Con muốn đi giúp đỡ người khác, giống người lớn cơ. Giống người lớn ư? Xem ra bố phải đi mua rồi. Con đồ to, tới mua đồ ư? Cháu không mua đồ, cháu muốn tới giúp chú bán hàng. Bán hàng ư? Tôi tới mua đồ. Cho một chai nước tương, một chai tương cà, một cái xẻng xào gỗ. Được, anh đợi nhé, để tôi đi lấy. Đúng lúc đấy con đồ to, cháu muốn bán hàng thì giúp chú tính xem. Nước tương 7 đồng 5, tương cà 3 đồng 2, xẻng xào 5 đồng 9. Tất cả bao nhiêu tiền? 7 đồng 5 cộng 3 đồng 2 cộng 5 đồng 9. Này con đồ to, con giúp chú mau tính tiền, sao lại cởi giày ra? Ngón tay của con không đủ dùng, phải thêm cả ngón chân mới tính được. Cháu đi chỗ khác hỏi xem. Ở đây chắc chắn cháu không giúp được đâu. Tiệm thú cưng chắc cần người giúp đỡ. Con đồ to, con thực sự muốn đi sao? Đương nhiên rồi, Mau Dung Dung làm được, con cũng làm được. Anh đẹp trai, anh có cần em giúp gì không? Giúp đỡ ư? Chính là giúp đỡ làm việc mà người lớn cần làm ấy. Vậy giúp anh mang cái này vứt đi nhé. Đừng có mở ra. Tối quá, là phân chó. Đúng thế, vậy em giúp anh vứt đi nhé. Mong là tiếp theo con phải giúp việc như vậy. Con đồ to, xem ra tiệm thú cưng không phù hợp với con lắm. Con đồ to, chúng ta về nhà đi. Con có thể giúp mẹ quét nhà, giúp bố. Con không tin là con không làm được việc quan trọng hơn. Con muốn ăn bánh bao không? Vừa mới ra lò đấy. Chú Động, cháu không tới để ăn bánh bao. Cháu muốn tới để giúp đỡ chú. Giúp đỡ ư? Vậy cháu biết bóc tỏi chứ? Cháu biết. Ở nhà cháu vẫn thường giúp mẹ tập về bóc tỏi, nhặt rau. Vậy thì tốt, cháu giúp chú nhé. Đây cũng chẳng là việc quan trọng gì. Đây là việc rất lớn, trong cửa hàng của chú đấy. Được thôi. Chú Động, tỏi bóc xong rồi, giỏi lắm, bóc giỏi lắm. Cháu để ở đây đi. Chú Động, cháu có thể giúp chú làm bánh bao không? Chuyện này ư, cháu không làm được đâu. Đỗng Nhị Ca, cho một lồng bánh bao nào. Tới đây. Có gì khó chứ, mình nhìn cũng biết làm. Đặt nhân vào trong vỏ, sau đó thì... Cái này xấu quá đi mất. Sốt ruột quá, lát nữa là bánh bao của mình sẽ chín rồi. Ông chú Động, đây là bánh bao gì thế? Xấu quá. Đúng là xấu thật. Kỳ lạ, bánh bao mà tôi làm đâu có như vậy. Chú Động, số bánh bao này là do cháu làm đấy. Chú đã nói mà đồ to, bánh bao thế này chắc chắn không bán được. Không đủ lượng nhân, vỏ thì dày quá. Vậy phải làm sao ạ? Đỗng Nhị Ca, để tôi mua cho. Cũng được. Con chẳng giúp được việc gì hết. Ngay cả bố cũng chê cười con.
Đúng lúc bố đang đói. Bánh bao mà con đồ to gói rất ngon. Ngon thật ư? Ngon mà, thật đấy. Chỉ là hình dạng hơi đặc biệt. Có điều những cái khác đều ổn cả. Đi nào, đi 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 nào. Bố đồ nhỏ, con đồ to, tập 407. Nhà phát minh của giới tự nhiên. Con đồ to, sao vẫn nằm trên giường thế? Bố đồ nhỏ, hôm nay là chủ nhật mà, để con nằm thêm lát nữa. Bữa sáng mẹ tập về đã làm nguội hết rồi. Bố đồ nhỏ, con có một giấc mơ rất tuyệt. Mơ thấy con là một nhà phát minh lớn. Đợi sau này trưởng thành, con muốn làm một nhà phát minh. Nhà phát minh ư? Hay lắm. Nhà phát minh nhỏ, mau dậy ăn sáng thôi. Nhưng mà bố đồ nhỏ, con không biết mình nên phát minh cái gì. Bố cũng không biết con có thể phát minh ra cái gì. Nhưng mà bố biết, con cứ nằm trên giường, chui trong chăn thì không thể nào trở thành nhà phát minh được. Muốn phát minh ra các thứ thì phải biết cách quan sát. Quan sát ư? Mẹ tập về, con phải đi quan sát đây. Bố đồ nhỏ nói, đây là bước đầu tiên để trở thành nhà phát minh. Được, chúc con thành công. Bố đồ nhỏ, con nên quan sát cái gì đây? Đương nhiên là quan sát tất cả mọi thứ xung quanh rồi. Có thể phát minh mà con nghĩ ra ẩn giấu ngay dưới mắt con. Chỉ có thông qua quan sát tỉ mỉ mới có thể động não được. Khó hiểu quá. Tóm lại, chịu khó quan sát là được. Nếu bố biết nên quan sát cái gì thì bố sớm đã trở thành nhà phát minh rồi. Bướm bướm đâu rồi? Bướm bướm nào? Vừa rồi có một con bướm bướm bay qua trước mặt con, nhưng bay vào trong bụi hoa liền biến mất. Trời ơi, con phát hiện ra một con bướm biết tàng hình. Biết tàng hình ư? Sao có thể chứ? Con thật sự nhìn thấy con bướm bay vào đây. Chắc chắn mà. Con đồ to mau nhìn này. Con bướm trốn ở đây. Đúng thế, chính là con bướm này. Con đồ to, đây gọi là quan sát, hiểu chưa? Con có biết vì sao con bướm vừa rồi lại tàng hình không? Vì sao ạ? Bởi vì hoa văn của con bướm có tác dụng ngụy trang. Thì ra là như vậy. Rất nhiều loài động vật đều có khả năng tự bảo vệ bản thân. Trang phục của bộ đội chính là thông qua đặc tính ngụy trang của những loài vật nhỏ như bướm bướm mà được phát minh ra. Bướm bướm đúng là nhà phát minh lớn, cho nên phải quan sát nhiều mới có thể trở thành nhà phát minh. Con đồ to, bị trẹo chân à? Không phải, bố đồ nhỏ, trên quần của con bị dính cây tiên nhân cầu. Tiên nhân cầu ư? Đây không phải là tiên nhân cầu, đây gọi là quả thương nhĩ, là hạt giống của một loại cây. Ai da đau quá. Thương nhĩ dính vào người như con ruồi, dính vào quần của con không chịu rơi ra. Thương nhĩ, con nhớ rồi. Sau này con chắc chắn sẽ tránh nó thật xa. Tránh xa nó ư? Sợ là con không làm được. Vì sao không làm được? Bởi vì băng dính nhám mà chúng ta dùng hàng ngày chính là được phát minh thông qua quan sát quả thương nhĩ đấy. Con nhìn giày của con, chẳng phải chính là dùng băng dính nhám ư? Ồ, đúng thế. Đều có rất nhiều gai nhỏ. Những gai nhỏ này giúp chúng dính chặt vào, cho nên thương nhĩ mới dính vào quần của chúng ta. Thì ra nó cũng có bản lĩnh không tầm thường. Xem ra thương nhĩ cũng là một nhà phát minh. Bố đồ nhỏ, bố chặn đường một con bọ ngựa qua đường rồi. Nó đang thị uy kìa. Con đồ to, đây gọi là bọ ngựa chặn xe. Vừa đúng lúc, con quan sát con bọ ngựa này. Đoán xem bọ ngựa có thể phát minh ra cái gì. Con biết rồi, lưỡi cưa được phát minh nhờ có chân trước của bọ ngựa. Đúng thế, 10 điểm. Bọ ngựa, cậu giỏi thật đấy. Cậu đúng là một nhà phát minh. Thật ra, muốn trở thành một nhà phát minh, rất nhiều thứ trong giới tự nhiên có thể giúp chúng ta. Con người nhờ vào chim ưng mà phát minh ra máy bay. Nhờ vào con dơi mà phát minh ra radar. Bố đồ nhỏ, bố đừng nói nữa. Mọi thứ trong giới tự nhiên đều được phát minh hết rồi. Con chẳng còn gì để phát minh nữa. Sao có thể chứ? Giới tự nhiên lớn như vậy, còn có rất nhiều thứ đợi con đi quan sát và phát minh.
giới tự nhiên thật là tuyệt vời. Không chỉ có tự nhiên mà con người chúng ta cũng rất tuyệt. Chỉ cần chúng ta có con mắt biết phát hiện và đầu óc chịu khó suy nghĩ thì sẽ có thể nghiên cứu ra càng nhiều thứ hơn nữa. Quan sát suy nghĩ để nghiên cứu. Bố đồ nhỏ, con biết con phải nghiên cứu gì rồi. Con phải nghiên cứu kén tằm, xem làm thế nào mới có thể giống như con tằm, nằm yên trong ổ chăn cũng lớn lên được. Con đồ to, hướng nghiên cứu này của con cũng hơi kỳ lạ đấy. Chuyến xe yêu thương. Lại thua rồi, chán quá. Bố cũng thấy rất chán. Bố đồ nhỏ, chúng ta chơi gì đây? Chúng ta đánh bài nhé. Không đâu, đánh bài cũng chán. Bố đồ nhỏ, con muốn đi khu vui chơi, con muốn chơi xe đụng. Không được, mẹ tập về đã nói rồi, hôm nay chúng ta không được đi đâu cả. Mẹ về rồi đây. Hai bố con sao thế? Chán quá. Hai bố con đã thấy chán thì xem cái này đi. Chuyến xe yêu thương. Chuyện này có vẻ rất thú vị. Con đồ to, chúng ta mau đi đăng ký thôi. Chỉ cần được ra ngoài chơi thì làm cái gì cũng được. Con đồ to nhanh lên, chúng ta phải đi rồi. Mẹ tập về, bọn con đi đây. Chú ý an toàn đấy. Con biết rồi. Đã 9 giờ rồi, hôm nay sao khó bắt xe thế? Tuyệt đối không thể lỡ việc nhập hàng của mình. Bố đồ nhỏ, là Động Nhị Thúc, mau đi. Được thôi. Động Nhị Thúc, hôm nay bố con cháu là tài xế của chuyến xe yêu thương. Chú cần đi xe à? Tài xế chuyến xe yêu thương ư? Tốt quá, chú đang phải đi nhập hàng. Trước 9 rưỡi, chú bắt buộc phải đến nơi. Vậy mau lên xe đi. Được được. Tài xế chuyến xe yêu thương đẹp trai đến rồi. Có ai cần đi xe không? Hình như xe đua tốc độ càng nhanh hơn. Bố đồ nhỏ, Động Nhị Thúc bị anh đẹp trai cướp mất rồi. Chuyện này... ô tô nhà mình tốc độ chậm quá. Nếu không Động Nhị Thúc đã không bị cướp mất rồi. Yên tâm đi con đồ to, chúng ta nhất định sẽ tìm được người khác. À, là chú Mao. Đi mau nào, bố đồ nhỏ. Chú Mao, bọn cháu tới giúp chú đây. Hôm nay chúng tôi là tài xế chuyến xe yêu thương. Thật là cảm ơn hai người. Không nhét nổi nữa, phải làm sao đây? Chào thầy Đại Mao. Chào mọi người. Thầy cũng là tài xế chuyến xe yêu thương ư? Đúng thế, hôm nay thầy cũng lái chuyến xe yêu thương. Xe của mọi người chở quá tải rồi. Đâu có, vẫn nhét được mà. Xe của tôi là xe chở hàng chuyên dụng. Dùng xe tôi để chở hàng đi, chú Mao. Được. Bố đồ nhỏ, ô tô nhà mình có ít chỗ để đồ quá. Chuyện này... con đồ to, bố biết nên làm thế nào rồi. Làm cái gì ạ? Chúng ta phải tìm đúng cách thì sẽ không sợ không có ai đi xe. Đây là cái mà hai bố con cần tìm. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai bố con thật sáng tạo. Nhất định sẽ có người thích ô tô nhỏ nhà chúng ta. Chuyện này phải cảm ơn bố đồ nhỏ.
Bố đồ nhỏ, tuy xe nhà chúng ta nhỏ, nhưng vẫn có thể giúp đỡ người khác. Nói đúng lắm, chúng ta chính là biết tận dụng cái sẵn có. Chào thầy đại mau. Chào anh đẹp trai. Chuyến xe yêu đi nào, đi nào, đi 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 nào. Bố đồ nhỏ, con đồ to, tập 408. Soda may mắn. Bánh bao nhà Đỗng Nhị Ca ngon thật đấy. Ăn thêm cái nữa. Bố đồ nhỏ, bố đã ăn 3 lồng bánh bao rồi. Còn tranh của con nữa. Trẻ con không thể ăn nhiều bánh bao như vậy. Bố đang giúp con mà. Bố đồ nhỏ chơi xấu. Bố. Bố đồ nhỏ, con muốn uống, uống. Giờ bố sẽ đi mua đồ uống. Phải trả tiền đồ ăn sáng. Số tiền còn lại chỉ đủ mua một chai nước. Vậy mua một chai. Uống soda. Cùng nhau uống. Uống chậm thôi. Con đồ to, hình như chúng ta trúng thưởng rồi. Vậy sao? Đưa tôi xem nào. Trúng thưởng thật rồi. Được thêm một chai nữa. Vẫn may không tồi đâu. Đây. Tốt quá. Thế này cháu và bố đồ nhỏ đều có đồ uống rồi. Soda ngon thật đấy. Vẫn chưa uống đã. Bố đồ nhỏ, hôm nay vận may của chúng ta tốt như vậy. Hay là mua thêm một chai soda nữa. Chưa biết chừng lại trúng thưởng nữa đấy. Đúng không, bố đồ nhỏ? Ý này hay đấy. Để bố đi tìm tiền lẻ. Con cũng có tiền tiêu vặt. Cho một chai soda. Lấy cho con đồ to trước. Không không không, bố đồ nhỏ mở giải thưởng trước đi. Tôi nói này, hai người lại muốn trúng thưởng nữa hay sao? Tôi khuyên hai người đừng quá hy vọng. Tỷ lệ trúng thưởng không cao như hai người tưởng đâu. Cũng chưa biết được. Hôm nay là ngày may mắn của bố con cháu. Nữ thần may mắn hôm nay rất quan tâm tới chúng tôi. Chúng ta lại trúng thưởng rồi. Hai bố con này lẽ nào thực sự được nữ thần may mắn phù hộ ư? Uống soda thật là hạnh phúc. Hơn nữa, mẹ tạp dề còn không có nhà, có thể uống no thì thôi. Bố đồ nhỏ, hôm nay chúng ta may mắn như vậy, hay là lần này chúng ta mua nhiều soda một chút. Ví dụ như một thùng. Một thùng. Đây là quỷ đen của bố. Đây là lợn tiết kiệm của con. Đi nào, đi trúng thưởng thôi. Được rồi, giờ bắt đầu thôi. Nhà chúng ta sẽ biến thành biển soda. Trúng thưởng nào. Bố đồ nhỏ, mấy chữ này hình như khác lúc nãy. Ở đây viết là may mắn lần sau, cùng trúng thưởng. Nhìn bố đây. Cũng là may mắn lần sau. Bố đồ nhỏ cũng không trúng. Nắp chai ghi như vậy. Không phải chứ, hôm nay vận may của chúng ta tốt như vậy. Sao lại không trúng thưởng nhỉ? Lại nào. Bố đồ nhỏ, có phải nữ thần may mắn đã sang nhà khác rồi không? Sao chúng ta đến một chai cũng không trúng thưởng nhỉ? Bố biết rồi. Có thể là chú Mao thấy chúng ta trúng thưởng nên ghen tức, dùng soda giả để lừa chúng ta. Đi nào, chúng ta đi tìm chú Mao hỏi cho rõ ràng. Soda làm gì có thật với giả chứ? Là bố con anh không nhìn ngày sản xuất. Nhìn xem, soda sản xuất vào tháng 7, nơi có chương trình tặng một chai miễn phí.
Thùng soda mà hai bố con anh lấy là vừa sản xuất hôm nay, là soda ngày 1 tháng 8. Đã không còn chương trình trúng thưởng nữa. Trúng thưởng mới là lạ đấy. Không phải chứ. Đúng là ngày sản xuất 1 tháng 8 thật. Đúng không? Bố đồ nhỏ, nhiều đồ uống thế này, phải làm sao? Bố cũng không biết. Sau này không được tham món lợi nhỏ nữa. Cạn ly. Tìm anh em sinh đôi. Mười lăm, mười sáu, mười bảy. Sinh đôi thật là thích. Cái gì cũng có thể chơi cùng nhau. Bọn mình đi chơi bập bênh nhé. Được, em cũng đang nghĩ thế. Nếu mình có một người anh em sinh đôi thì thật là tốt. Sinh đôi ư? Con đồ to, con không có anh em sinh đôi. Nhà chúng ta chỉ có một mình con đồ to thôi. Bố đồ nhỏ, con không muốn chơi nữa. Chúng ta về nhà đi. Con đồ to sao thế nhỉ? Để khi số hoa này nở hết, anh sẽ chụp ảnh cho em ở đây được không? Được thôi, mà anh nhất định phải chụp cho đẹp vào đấy. Đương nhiên, mẹ tạp dề nhà chúng ta là xinh đẹp nhất. Bố đồ nhỏ nhà chúng ta cũng đẹp trai nhất. Bố đồ nhỏ, mẹ tạp dề, bố mẹ có phải là sinh đôi không? Sinh đôi ư? Con đồ to, sao con lại cảm thấy bố mẹ là sinh đôi? Bởi vì con thấy bố mẹ ở cùng nhau rất vui vẻ. Con đồ to nhìn xem, mẹ và bố đồ nhỏ có giống nhau không? Không giống. Thế tại sao mẹ tạp dề và bố đồ nhỏ lại thích ở cùng nhau? Đó là bởi vì bố và mẹ yêu mến nhau, cho nên mới phải ở cùng nhau. Yêu mến nhau thật là tốt. Có điều, con vẫn hy vọng nhà chúng ta cũng có sinh đôi. Con vào nhà tìm xem. Có lẽ trong nhà có giấu thứ gì đó sinh đôi chăng? Tivi chỉ có một chiếc, không phải sinh đôi. Ảnh chụp cái to cái nhỏ, không phải sinh đôi. Sinh đôi phải to bằng nhau. Đàn cá có màu sắc và hình dạng khác nhau, chắc chắn không phải sinh đôi. Bàn chỉ có một chiếc, ghế chỉ có một chiếc. Chúng đều không phải là sinh đôi. Con đồ to, con làm gì ở trong phòng làm việc của bố thế? Làm gì thế? Bố đồ nhỏ tránh ra. Con muốn tìm cặp sinh đôi giống nhau. Ở đâu có cặp sinh đôi chứ? Con đang làm gì? Sinh đôi gì chứ? Con tìm được cặp sinh đôi giống hệt nhau rồi. Bố đồ nhỏ nhìn này. Màu sắc giống nhau, kích thước giống nhau, độ dày giống nhau. Chữ không giống nhau, một trên một dưới. Chúng cũng không phải là sinh đôi. Thật không ngờ con thích quan sát như vậy. Lần này thực sự tìm thấy rồi. Bố đồ nhỏ, thì ra đôi dép của bố là một cặp sinh đôi. Hai chiếc dép đương nhiên là giống nhau rồi. Tiếc là chúng không thể cử động. Đúng thế, sinh đôi mà không thể cử động thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rốt cuộc cặp sinh đôi giống hệt nhau lại có thể cùng chơi đùa ở đâu nhỉ? Hai chú chim non này chắc cũng tính là sinh đôi chứ. Bố đồ nhỏ, mau tới xem này. Chúng nhất định là sinh đôi, đúng không ạ? Con đồ to nhìn kỹ xem, lông vũ trên đầu chúng có màu khác nhau. Đúng thế. Con đồ to, thật ra mỗi người chúng ta đều có một người sinh đôi giống hệt. Thật sao? Con cũng có ạ. À? Ở đâu ạ? À?
Bố mẹ giấu một con đầu ta nữa ở đâu? Sinh đôi của mỗi người chính là cái bóng của chúng ta. Con đầu ta nhìn này, bố làm cái gì? Cái bóng sinh đôi của bố cũng làm như thế. Thật thú vị. Đúng thế, cái bóng giống hệt như chúng ta. Đúng thế, cho nên là người anh sinh đôi, chúng ta phải làm gương cho em cái bóng. Người anh em, chúng ta cùng lấy nước đi tưới cây nào. Người anh em sinh đôi, chúng ta cùng quét sân nhé. Em không được lười biếng đâu. Xem ra con đầu to có thêm một người bạn để khích lệ lẫn nhau rồi. Đúng thế, có anh em sinh đôi cũng tốt thật. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.